Cạo lắm rồi, cạo sướng sướng rồi nè. Nhanh nhanh nhanh. Để ai kìa. Để sướng sướng. Cái hộp cũng to. Bao lâu rồi? Tháng rồi không ngủ rồi. Tháng tháng rồi chứ. Ý con đừng có rùng rùng nghe con. Chơi mấy giờ rồi con? Chơi chở bà ngoại xuống nặng được không chị? Chơi bà ngoại là... Nhà xa không? Dạ, chú nghĩ ơi. Con nghĩ sao mai chở bà ngoại? Mai định mấy giờ? Mai chủ nhật mà. Mấy giờ mới cũng được. Thế là có người chở không hay là mình phải về chở? Dạ em chở. Mình có giữ con nhỏ ở nhà đúng không?